Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Thì hôm nay quay trở lại chỗ heo quay của chị Chi á, ông bà, cô chú. Lúc trước là chị ở bên góc cột bên kia, ngay chỗ cái tòa nhà thiệt là bự á. Nhưng mà hôm nay chị chuyển về hướng bên này nha, cách khoảng mấy chục mét các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Địa chỉ vẫn là 311 Lê Văn Quế, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Dạ, khách đang đứng rất là đông luôn. Chờ chị qua bên này thấy không gian từ tòa nhà thiệt là bự qua tòa nhà nhỏ nè. Chào chị Chi nha. Rồi, lâu quá bên này ghé lại chị Chi. Giữa con. Ủa, anh chồng chị hả? Đâu phải. Đây. Chị Chi là bán heo quay, vịt quay. Dạ. Nửa con. Con rưỡi. Nửa con không có đầu. Chị Chi là nổi tiếng trên TikTok đó nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Nổi quá trời nổi, 12 giờ đêm vẫn còn livestream. Giờ đó ổng bắt ngủ hay sao mà 12 giờ đêm cũng còn livestream. Thời gian bán của chị Chi bữa nay là từ mấy giờ tới mấy giờ chị Chi? 7 giờ sáng đến chiều tối. Dạ, từ 7 giờ sáng đến chiều tối nha ông bà, cô chú. Giá vịt quay, heo quay của mình là có thay đổi gì không chị Chi ha? Dạ, đó. Chị Chi. Con rưỡi hả con? Con rưỡi hả? Bên này có bánh bao nữa. Bánh bao, bánh mì. Không có cái lẩu. À, đây là thịt quay. Chiều tao ăn đó chị ơi. Một cái giờ đó. Rồi. Đúng rồi. Thông cảm nha, thấy công việc là mình né nha ông bà cô chú, bởi vì miếng heo quay đã không? Chị Chi di chuyển cũng phải tới góc cột mới được à? Nói chung là phải ôm cục điện mới được. Ôm cục điện mới được. Cái duyên của mình ôm cục điện à? Dạ. Tự nhiên nó ôm cục điện của mình đó. Làm phiền con xíu nha. Mới có 14 tuổi có người yêu rồi. Đâu ai lên rồi? Hả? Ai lên rồi? Ủa bữa nay 16 hả? 16 hay 18? 15 rồi, 15. 15 hả? 15 nhém nhém. À 15 nhém nhém xíu. Con vịt chú nu luôn à. Cái nữa con hả? Bỏ cái phao câu giùm con. Dạ. Bỏ cái phao câu. Lớn hơn con gái em tuổi đó chị Chi. Đó, thấy chưa? Chị Chi có bán về Shopee Food nữa. Chàng tung té tè tung. Việc quay là phải ướt cát. Ủa, cái màn nhỏ đẹp quá.
Ngoài ra còn có gà quay nữa. Đầu rồng của đuôi lấy con miếng đầu rồng với ba rọi đi. Ủa đầu rồng là gì chị? À, biết đây là nó giống như ba rọi vậy đó. Dạ, giống ba rọi hả? À, là kêu đầu rồng hả? Dạ. Số điện thoại đặt hàng của chị Chi là 0906 882470 nha bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, bên đây là bánh bao nè. Này là bên này là bánh bao chiên. Dạ. À, đây bánh bao chiên. Cho được kịp không? Có đơn hàng bên shop Bifood. Rồi. Cho miếng đít vịt à? Nước vịt à? Trời ơi, mình định hỏi. À, nước vịt. Đây là ba rọi rút sườn nha. Một ký ba rọi mỏng mỏng. Cái miếng thịt nó mỏng rồi đúng không? Ba rọi lớn nha. Một ký nha. Wow, miếng nó đã đó. Nửa ký ba rồi. Một con vịt. Qua bên kia. Đừng á, đừng. Có đơn hàng kìa chị Chi. À, đang lấy đó hả? Xíu cũng 300 luôn.
tường ta xíu. Gì chi chặt rất là nhanh không? Tốc độ kinh nghiệm mười mấy năm rồi mà. Ê, hơn mười mấy năm chứ. Hơn mười mấy năm á nha. Được cái quay chặt nhỏ không ạ? Chỉ kể là lúc đi học xong ra xong không vớt cái xong về làm không vớt cái gì làm bán việc quay heo quay luôn. Kế chặt nhỏ luôn. Chuyển về đây là được mấy tuần mấy tháng nè chị em thấy em đi ngang qua là em thấy chuyển về đây rồi đó mà em không để ý mấy tháng thôi. Hai tháng rồi. Hai tháng hả? Anh chị đấy vậy chị ơi. Cho nhà ba lộ chặt nhỏ không? Để hai ổ mì hết con. Nửa ký heo quay. Đánh bánh mì nha. Chị chặt bánh mì
bà chi Việt Quay. Sao không có nói là để hooker Việt Quay hả? Bà là theo kiểu miền Tây dân giả cho nó. Bà là kiểu miền Tây dân giả đúng không? Phía bên này là bánh bao nè. Bánh bao là 6 cái 15 ngàn. Đi tìm hoài không ra hả chị? Bánh mì. Đây 30 thôi. Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn cô. Đứng bên kia mát hơn đó chị Chi. Bên kia mát hơn, cái phòng nhà cũng cao. Dạ. Cái phòng nhà cũng cao. Dạ. Nhưng mà có cái qua đây được, có cái là không có hương dù. Đúng rồi. Bây giờ được làm cái mấy hiên. Chị làm, cái này chị làm được mấy hiên lỡ có mưa gió gì cũng đỡ đúng không? Đỡ rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ. Miếng đó chụp lại tấm hình đẹp á. Đây. Nước con vịt. Ông bà tôi, cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha, quay con vịt á là thường hay nói bị ấy, nên là em thường hay mỗi lần chị Chi chỉ lướt con vịt lên cái là em lướt cái máy nó đi chỗ khác. Nước quất nhìn hấp dẫn hơn đúng không? Ẩn ẩn hiện hiện á. Địa chỉ là 311 Lê Văn Quế nha ông bà cô chú. Dạ, vẫn địa chỉ như cũ nhưng mà chỉ xịt qua một xíu thôi. Hồi đó là tới nhà bà ba lên hai rồi quán. Rồi bây giờ là tới quán rồi mới tới nhà. Dạ. Máy này bán online cũng nhiều với chị Chi hả? Thấy chị livestream ok. Chị không bán gì đó. Sao không bán gì đó? Để mọi người xem mà đứa nó mộ thôi. Không có làm cho nó nổi. Dạ. Bán 150 em ơi. Ba lỗi đuôi. Đuôi. Chắc nhỏ dần ma. Nhỏ luôn. Chắc nhỏ 150. Chào anh trai nha. Một bịch bánh bao luôn. Bao bịch bánh bao luôn nha. Chụp con chị ca.
Anh trai ra anh kêu chặt chục con vịt nè, mà đếm ở trên ngái là chưa đủ chục con. Ông thợ quay ông nhìn hoài ông kêu chứ trời ơi không đủ một chục con kìa. Bao đúng không? Ngày bán cả trăm con nè. Trời ơi, chục con ăn thua gì. Bánh bao. Rồi, cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại ông bà, cô chú, anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em nha. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em. À, theo quay, việc quay, chị Chi. Chú, địa chỉ đây.